Từ ngày 2 tháng 2, miền Bắc và miền Trung đã bước vào không khí nồm ẩm, có mưa phùn gây khó khăn trong quá trình di chuyển của người dân. Vậy trong hai ngày cuối tuần thời tiết sẽ diễn biến như thế nào? Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày cuối tuần ngày 4 đến ngày 5 tháng 2, thời tiết tại Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đều duy trì ở trạng thái có mưa nhỏ, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Cụ thể các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ đêm ngày 4 ngày 5 tháng 2 có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2 sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ đêm ngày 8 đến ngày 9 tháng 2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rồng, đêm và sáng trời rét. Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm ngày 4 đến ngày 5 tháng 2 có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày 9 đến ngày 10 tháng 2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rồng, đêm và sáng trời rét. Các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ ngày 9 đến ngày 10 tháng 2 có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có rông, đêm và sáng trời lạnh. Cũng theo dự báo, nửa đầu tháng 2 năm 2023, không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu và lệch ra phía đông. Do đó, tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An trong thời kỳ này, có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tập trung vào thời điểm đêm và sáng. Trong khoảng nửa cuối tháng 2 năm 2023, không khí lạnh có cường độ mạnh hơn và có khả năng rét đậm rét hại còn xuất hiện ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Tại khu vực phía Nam, dạng áp thấp xích đạo tiếp tục có khả năng hoạt động và gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam.